2.000 viên ma túy tổng hợp và 5 kg ma túy từ Lào về Việt Nam. Triệt xóa đồng thời 15 tụ điểm đánh bạc, tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Bì ba miền, tặng ngay 3 gói trong thùng, giá không đổi. Là mẹ, tôi cũng là chuyên gia dinh dưỡng Nutifood. Với hơn 20 năm nghiên cứu, thấu hiểu thể trạng đặc thù của trẻ em Việt, nay kết hợp cùng các chuyên gia hàng đầu châu Âu tại Việt nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, cho ra đời sữa Phan Nam mới với công thức FDI cùng DHA từ tảo tinh khiết và HMO, tạo nền tảng đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt, giúp bé cao lớn thông minh vượt trội. Sữa Phan Nam mới, tinh hoa dinh dưỡng Thụy Điển, đặc chế cho trẻ em Việt, sản phẩm của Nutifood Thụy Điển. Điều hòa Panasonic với công nghệ Nano EX, phòng chống Covid hiệu quả. Thưa quý vị, vào cuối tháng 12 năm ngoái, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, công an Đà Nẵng đã phát hiện xe ô tô chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Từ đây, công an thành phố đã khởi tố bị can, bắt tạm giam tổng cộng 22 đối tượng liên quan. Mới đây, thêm 2 đối tượng nữa đã bị bắt. Đó là Bùi Văn Long, 51 tuổi, trú tỉnh Thái Bình và Kiều Thanh Tuấn, 38 tuổi, ngụ huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Thủ đoạn của họ là đón những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép mỗi chuyến từ 3 đến 4 người tại các khu vực giáp biên giới rồi đưa vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đồng Nai với mức giá từ 28 đến 40 triệu đồng. Từ đây sẽ có các đầu mối khác đón lo chuyện lưu trú cho những người này. Sau thời gian lưu trú, họ tiếp tục được đưa sang Campuchia làm việc cho các nhóm tội phạm đánh bạc lừa đảo qua mạng do người Trung Quốc điều hành. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 21 đến 29 tháng 12 năm 2020, nhóm này đã tổ chức đưa 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tình trạng người Việt đi làm ăn xa, vượt biên về quê mà không khai báo vẫn tiếp diễn. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, tỉnh An Giang vừa phát hiện thêm 3 người chuẩn bị nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Sự việc được phát hiện vào khoảng 9 giờ sáng hôm nay tại chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch thị xã Tân Châu. Đặng Văn Đợi, 35 tuổi, Đặng Văn Vũ, 37 tuổi và Dương Hồng Cường, 47 tuổi, cùng ngụ An Giang khai nhận không có hộ chiếu nên xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm ruộng tại tỉnh Kandan, nhưng do dịch bệnh nên họ trở về Việt Nam. Cả ba đã bị xử phạt hành chính với số tiền 4 triệu đồng một người và đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Từ hôm qua, phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi phải phong tỏa cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước thông tin này, nhiều người đã tìm cách trốn khỏi địa bàn và đã bị công an phát hiện tại các chốt kiểm soát. Hơn 20 cán bộ, chiến sĩ, phòng cảnh sát cơ động, công an tỉnh Quảng Ngãi đã được tăng cường về xã Phổ Châu. Lực lượng đã ngăn chặn được trên 50 người tại phường Phổ Thạnh định trốn khỏi vùng dịch. Ngay trong tối qua, các chốt kiểm soát đã được lập thêm tại những điểm giao và các đường dân sinh. Cánh nam của Phổ Châu thì gồm có 3 chốt, đó liên thông với lại tỉnh Bình Định, và phía bắc thì phối hợp với công an phường Phổ Thạnh thì chúng tôi đã lập 2 chốt để mà kiểm soát người ra vào qua xã. Mặt khác, công an xã Phổ Châu cũng góp phần truy vết thần tốc các ca nhiễm, cung cấp thông tin về hàng trăm trường hợp F1, F2, F3 cho ngành y tế. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hôm nay cho biết đơn vị này vừa bắt giữ Hồ Văn Quy, 16 tuổi, trú xã Lìa, huyện Hướng Hóa. Quy được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Trước đó, vào hôm qua, tại khu vực biên giới thuộc địa phận thôn Thuận 2, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đội biên phòng Thuận phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy của biên phòng Quảng Trị cùng đội trinh sát đặc nhiệm bắt quả tang Hồ Văn Quy khi người này đang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu giữ là 2.000 viên ma túy tổng hợp và 5 kg ma túy dạng đá. Hồ Văn Quy khai nhận được một đối tượng người Lào thuê vận chuyển số ma túy nói trên từ bản Ca Túc, huyện Sipol, Lào về địa phận xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa với tiền công là 15 triệu đồng. Vụ việc đang được biên phòng Quảng Trị tiếp tục điều tra mở rộng. Một đường dây cá cược lô đề quy mô lớn vừa bị triệt phá tại Quảng Nam vào hôm qua. Kết quả từ sự phối hợp hành động giữa cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động công an tỉnh, 15 tụ điểm tại thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành đã đồng loạt bị kiểm tra, khám xét. Cùng với đó là việc tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Chỗ ở của hai đối tượng cầm đầu là Hồ Thị Ngọc Diệp, 54 tuổi, và Bùi Thị Quỳnh Ly, 32 tuổi, cùng nhiều đối tượng khác.